Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục 5 phút Crypto trên channel Tiền Thuật Toán. Và hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức sau đây. Ngân hàng lớn nhất của Nga hỗ trợ ví tiền điện tử MetaMask. Ngân hàng lớn nhất ở Nga, Sberbank, vừa bổ sung hỗ trợ cho ví tiền điện tử MetaMask. Ngân hàng đã công bố tích hợp công nghệ blockchain, báo hiệu một bước tiến tới DeFi và Web3. Việc hỗ trợ ví tiền điện tử MetaMask của Sberbank cho thấy sự phát triển tích hợp vào hệ sinh thái Ethereum. Hơn nữa, điều này báo hiệu những cơ hội mới cho blockchain Ethereum. Sber là ngân hàng lớn nhất ở Nga và tin tức này rõ ràng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phổ biến về tài sản, kỹ thuật số cũng như công nghệ blockchain. Ngoài ra, theo WhatsApp, Guru cho biết việc hỗ trợ của Sber cũng sẽ mở ra các khả năng tương thích mới với các hợp đồng thông minh và ứng dụng trên mạng Ethereum. Có nghĩa là các nhà phát triển có thể chuyển các hợp đồng thông minh và toàn bộ dự án từ blockchain của Sber sang các mạng công cộng. Người đứng đầu Sber Blockchain Lab, Alexander Nam, cho biết Sber Blockchain Lab hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển bên ngoài và các công ty đối tác. Và tôi rất vui vì cộng đồng của chúng tôi sẽ có thể chạy các ứng dụng DeFi trên cơ sở hạ tầng của Sber. Alexander Nam nói thêm rằng sự tích hợp mới sẽ cho phép Sber hợp nhất các nhà phát triển và tổ chức tài chính, với mục đích khám phá các cách sử dụng có thể áp dụng hơn của blockchain, Web3 và các tài sản phi tập trung. Sberbank đã đi đầu trong các ngân hàng về phát triển các dự án blockchain trong những năm gần đây. Do đó, ngân hàng này đã nộp đơn đăng ký ra mắt Stablecoin vào năm 2021. Stablecoin được đặt tên là Sbercoin, ý dự định đánh thuế 26% lên tài sản crypto. Ý đang thắt chặt quy định thuế đối với các loại tài sản kỹ thuật số sau những động thái tương tự từ quốc gia thiên đường Bitcoin Bồ Đào Nha. Trong điều khoản thuế dự định cho năm 2023, Ý sẽ đánh thuế 26% đối với lợi nhuận lớn hơn 2.000 euro từ việc giao dịch tài sản kỹ thuật số. Dự luật cũng cho phép người nộp thuế lựa chọn kê khai giá trị tài sản kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ hưởng mức thuế thấp hơn là 14%, nhằm khuyến khích người dân khai báo việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số trong tờ khai thuế. Ngoài ra, dự luật cho ngành tiền mã hóa cũng bao gồm các nghĩa vụ tiết lộ thông tin và đóng dấu tương tự như các tài sản truyền thống. Tuy nhiên, các đề xuất vẫn đang được xem xét và có thể được sửa đổi trước Quốc hội. Các thay đổi lớn trong lập trường của Ý được hình thành sau khi Bồ Đào Nha, một trong những quốc gia có chính sách thân thiện với crypto nhất châu Âu, vào tháng 10 đã tiết lộ kế hoạch đánh thuế lợi nhuận ngắn hạn lên đến 28%, làm rõ sự răn đe đối với thị trường crypto non trẻ. Theo dữ liệu của AAA, Ý có khoảng 1,3 triệu người, tương đương 2,3% dân số, sở hữu tài sản tiền mã hóa, thấp hơn nhiều so với Anh là 5% và Pháp là 3,3%. Không chỉ Bồ Đào Nha và Ý bắt đầu có động thái khắt khe hơn với thị trường crypto, các quốc gia như Singapore, nơi từng được xem là trung tâm blockchain, đang dần phổ biến các quy định nghiêm ngặt lên ngành tiền mã hóa. Ấn Độ cũng được ghi nhận áp thuế lên tới 30%, khiến các công ty tại đây dễ dụng dần do phải tuân thủ chế độ thuế hà khắc. Nguyên nhân của sự thay đổi thái độ này có thể đã đến hàng loạt các cú sập đổ của thị trường crypto trong năm 2022 như Luna UST hay mới nhất là sàn FTX. Làn sóng liên đới vẫn chưa dừng lại khi ngày càng có nhiều tổ chức lên tiếng bị liên lụy nghiêm trọng, thậm chí là phá sản. MetaMask cho phép người dùng Hoa Kỳ mua tiền điện tử trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Giờ đây, người dùng MetaMask ở Hoa Kỳ sẽ có cách dễ dàng hơn để mua tiền điện tử của họ nhờ sự tích hợp của MetaMask với ACH. MetaMask tiếp tục thúc đẩy vị trí dẫn đầu trong ngành ví tiền điện tử, cung cấp các công cụ mới giúp người dùng mua tiền điện tử dễ dàng hơn. Vào ngày 13 tháng 10, Sardin, một nền tảng tài chính cung cấp các khoản thanh toán ACH ngay lập tức, đã xác nhận quan hệ đối tác với Consensus, công ty mẹ của MetaMask, để cho phép người dùng MetaMask ở Hoa Kỳ mua tiền điện tử bằng tài khoản ngân hàng. Đây là mối quan hệ hợp tác mới nhất được MetaMask công bố. Trước sự kiện này, họ đã tiết lộ mối liên kết với Asset Reality để giúp người dùng khôi phục miễn phí tiền điện tử bị đánh cắp. Đối với Sardin, sự hợp tác này sẽ là một thành tựu nữa trong lộ trình của họ. Gần đây, Sardin đã huy động được 51,5 triệu đô la trong vòng Series B do công ty đầu tư mạo hiểm A16Z dẫn đầu và được hỗ trợ bởi các tên tuổi lớn khác trong ngành như Visa và Google Ventures. Consensus là công ty công nghệ blockchain đứng sau MetaMask, cũng tham gia vào vòng gọi vốn của Sardin. Để sử dụng tùy chọn thanh toán ACH tức thì mới, người dùng MetaMask phải tuân thủ quy trình KYC bắt buộc của Sardin. Consensus cho biết trong một thông cáo báo chí chính thức rằng phương thức thanh toán tức thì do Sardin cung cấp có nhiều khả năng hoạt động tốt hơn so với hệ thống thanh toán truyền thống.
ACH tức thì cho phép đơn đặt hàng hoàn thành trong vài phút thay vì vài ngày như đơn đặt hàng tiêu chuẩn và hoạt động cả vào ngày lễ, không giống như thanh toán thông thường. Cơ sở hạ tầng của Sardin được sử dụng bởi các công ty tiền điện tử lớn như FTX, MoPay và AutoGrab.